Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là ngày 9 tây tháng 11 năm 2020, 1 giờ trưa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì hồi sáng Tony có chia sẻ một cái tin vui, cái video buổi sáng. Bây giờ buổi trưa này Tony có một cái tin vui nữa, như thế này nè các bạn. Thì trong thời gian vừa qua, bây giờ mình nói nước Mỹ trước nha. Nước Mỹ bị lôi cuốn, 300 mấy chục triệu người dân Mỹ đang chăm chú vào cái gói cứu trợ lần thứ hai. Rồi sau đó thì nước Mỹ bị lôi cuốn vào cái chuyện bầu cử tổng thống Mỹ. Rồi vòng quanh thế giới, bây giờ bắt đầu mình sẽ nói vòng quanh thế giới các bạn nha. Vòng quanh thế giới cả luôn nước Mỹ thì trong 7-8 tháng vừa qua bị cái chuyện ảnh hưởng của con dịch vật COVID-19, mọi người chăm chú vào cái chuyện bệnh hoạn đó. Rồi sau đó thì mọi người trên thế giới lại quên đi cái chuyện con dịch vật COVID-19 mà chuyển sang chăm chú vào cái kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Rồi, ngày hôm nay, bây giờ tôi xin remind, tức là nhắc nhở các bạn lại cái chuyện mà bệnh con dịch vật COVID-19. Bây giờ thì có một cái thông tin là mình đã có thuốc rồi. 90% là hiệu quả trị được cái con dịch vật này. Và chi tiết nó như thế nào? Mời các bạn theo dõi cái video nha. Và người ta nói hôm nay là một ngày vui cho nhân loại cũng như là toàn thế giới. Mời các bạn theo dõi cái video. Ông chủ tịch và giám đốc điều hành công ty Pfizer ngày hôm nay đã phát biểu với báo chí và phóng viên như thế này: hôm nay là một ngày tuyệt vời cho cái nền khoa học cũng như là cho nhân loại của thế giới. Lý do vì sao ông phát biểu như thế này? Thì công ty cho biết là cái loại vaccine PFE.N đã thử nghiệm lâm sàng tháng vừa qua và nó có hiệu quả 90% trên cái kết quả thử nghiệm ban đầu. Thì đây cũng là một cái tin tốt đó các bạn. Đây là một cái chiến thắng lớn trong cái cuộc chống lại đại dịch đã giết chết hơn hàng triệu người và tàn phá nền kinh tế của thế giới. Thì công ty Pfizer và đối tác Đức BioNTech cho biết cho đến nay họ không tìm thấy một cái mối lo ngại hay là về cái chuyện phản ứng nào mà trong cái vaccine mà vừa thử lâm sàng trong cái tháng vừa qua. Thì nếu được cấp giấy phép thì công ty ước tính có thể tung ra tới 50 triệu liều trong năm nay. 50 triệu liều trong năm nay các bạn nhé, đủ để bảo vệ khoảng 25 triệu người và sau đó sản xuất lên tới 1,3 tỷ liều vào năm 2021 đó. Bên cạnh đó thì ông CEO của Pfizer cũng nói thêm như thế này nè các bạn: chúng tôi đang đạt được một cái cột mốc quan trọng trong cái chương trình phát triển cái thuốc vaccine vào cái thời điểm mà thế giới đang cần tới nó. Với cái tỷ lệ mà nhiễm trùng hiện tại bây giờ thì hầu như các bệnh viện làm việc hết công sức rồi và các nền kinh tế đang vật lộn để mở cửa trở lại, cho nên đây cũng là một cái tin vui cho tất cả mọi người cũng như là cộng đồng thế giới. Thì các bạn cũng biết hiện tại bây giờ thì cái chuyện bầu cử tổng thống Mỹ nó đã lôi cuốn hàng tỷ người chăm chú vào cái chuyện này cũng như là cái kết quả của cái cuộc bầu cử tổng thống, làm cho mọi người hầu như quên đi cái chuyện bệnh dịch 19, đúng không? 1-2 tháng trước các bạn còn nghe người ta bàn tán về cái chuyện bệnh dịch, nhưng mà hiện tại bây giờ cho đến thời điểm này thì mọi người hầu như là quên đi cái chuyện bệnh dịch, ai cũng lo chăm chú vào cái chuyện bầu cử. Nhưng mà đây cũng là một cái tin vui để mà mình có thể ngăn cản được cái con dịch vật COVID-19 để mà mình có thể trở lại cái cuộc sống bình thường và làm việc bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày đó các bạn. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì đây là các thông tin tôi này đang chia sẻ với các bạn đây. Cái thông tin này nó ra hồi nãy đó các bạn thấy ha. Đây nè, 5 giờ 50 phút sáng ngày 9 tây tháng 11 năm 2020 đó. Thì đây là một ngày tuyệt vời đó các bạn thấy không, cho nhân loại đó các bạn, 90% coi như là có hiệu quả, thì đó cũng là một cái điều tốt rồi các bạn nhé. Pfizer says that its experimental coronavirus vaccine is more than 90% effective. That's based on initial data from a large study. It would mark a major victory in the fight against a pandemic that's killed over 1 million people, roiled the world's economy and upended daily life. Pfizer and its German partner BioNTech are the first drug makers to show successful data from a large-scale clinical trial of a coronavirus vaccine.
The companies say they've so far found no serious safety concerns and expect to seek authorization for emergency use in the United States later this month. If authorized, the number of vaccine doses will initially be limited. Many questions also remain, including how long the vaccine will provide protection. However, the news provides hope that other vaccines in development against the novel coronavirus may also prove effective. Pfizer said the interim analysis was conducted after 94 participants in the trial developed COVID-19, examining how many of them received the vaccine versus a placebo. The data have yet to be peer-reviewed or published in a medical journal. Pfizer said it would do so once it has results from the entire trial. Pfizer and BioNTech have a $1.95 billion contract with the US government to deliver 100 million vaccine doses beginning this year. They've also reached supply agreements with the European Union, the UK, Canada and Japan. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì sau khi mình nghe xong bây giờ mình đọc đi nặng cho nó chắc ăn luôn các bạn nhé. Nhiều khi các bạn nói các bạn nghe rồi mình chưa có nghe kịp đó các bạn, thì bây giờ mình đọc luôn nè các bạn. Thì cái công ty Pfizer này á, là với một cái công ty ở Đức nữa, nó gọi là BioNTech, đã có ký một cái hợp đồng rất là to lớn với chính phủ Mỹ đó các bạn, để mà sản xuất ra cái thuốc vaccine trị cái con dịch vật COVID-19 này. Đó. Thì nghe nói từ đây á, nếu mà mọi chuyện im xuôi á, từ đây đến cuối năm nữa thì người ta năm 2021 thì sẽ ra tới 1,3 tỷ liều đó các bạn đó. Nè. Thì đây các bạn nhìn kỹ nha. Có thể ra từ 25 đến 50 triệu đô this year. Để mà có thể bảo vệ khoảng 25 triệu người. Sau đó năm 2021 thì ra tới 1,3 tỷ liều. Đó, nhìn kỹ chưa? Các bạn nhìn kỹ chưa? Và đây là ông CEO cũng như là giám đốc điều hành công ty Pfizer. Ông đã nói như thế này. Today is the red day. Đó. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời cho khoa học cũng như là nhân loại. Đó, các bạn nhìn kỹ trong cái màn hình nhé. Và ông này nè. Chairman nè, đó, giám đốc điều hành nè, CEO giám đốc điều hành gì nè. Đó. Rồi, sau vài phút nhanh gọn lẹ tôi này chia sẻ với các bạn là nhân loại cũng như là thế giới đang sắp sửa có cái thuốc vaccine để trị con dịch vật COVID-19. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian quý báu trong cuộc sống ngày hôm nay là ngày thứ hai, buổi trưa ngày thứ hai để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hữu ích hay thì các bạn nhấn nút chia sẻ để mọi người cùng cập nhật tin vui nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều and see you in the next video. Bye bye.